Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay cả miền Bắc hiện tượng sương mù vẫn còn xuất hiện nhiều, với mức nhiệt thấp nhất trong sáng sớm nay ở vùng núi và trung du dao động trong khoảng từ 14 đến 16 độ. Tại các tỉnh vùng đồng bằng, nhiệt độ cũng chỉ từ 18 đến 19 độ. Đến trưa chiều, toàn miền Bắc trời chuyển nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khắp Bắc Bộ sẽ duy trì trong khoảng từ 21 đến 24 độ. Bà con lưu ý rằng trong đêm nay và đêm ngày 29 tháng 11, Bắc Bộ sẽ tiếp tục đón thêm hai đợt không khí lạnh mới tăng cường tràn xuống, khiến cho trời vẫn tiếp tục duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, nắng ấm về trưa và chiều. Còn ở khu vực miền Trung trong ngày hôm nay, không khí lạnh suy yếu, mưa giảm chỉ tập trung ở khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Khánh Hòa với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm. Lúc này nền nhiệt tại miền Trung cũng có xu hướng tăng nhẹ. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế với mức nhiệt cao nhất từ 23 đến 25 độ. Rất nhẹ chỉ xảy ra về đêm và sáng sớm. Khu vực các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho đến Quảng Ngãi với mức nhiệt cao nhất từ 25 đến 28 độ. Còn ở khu vực từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 28 đến 30 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với di động của đới gió đông trên cao, nên từ đêm mai đến ngày 30 tháng 11, ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến như sau. Ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng phổ biến với lượng mưa từ 150 đến 250 mm, có nơi cao hơn. Ở Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến với lượng mưa từ 300 đến 500 mm, có nơi trên 600 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Nhìn xuống hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời nắng gián đoạn, nên nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên vẫn dao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Còn tại Nam Bộ là từ 31 đến 33 độ. Về chiều và tối mai, mưa có xu hướng gia tăng, chủ yếu ở khu vực các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay, ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.